đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Soi lạng hình của Minh Hằng Quốc Trường trước nghi vấn hẹn hò. Còn nhớ cách đây khoảng một năm, Quốc Trường thu hút đông đảo sự chú ý khi thừa nhận việc yêu đơn Vương Bảo Anh. Tuy nhiên, thời điểm đó, anh lại khá tự ti vì mình không có gì trong tay. Cho đến khi có cơ hội hợp tác với Bảo Anh trong phim điện ảnh Bảy Ngọt Ngào, mối quan hệ giữa cả hai một lần nữa lại tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán. Thế nhưng mới đây, một nguồn tin thân cận cho biết, người Quốc Trường hẹn hò không phải nữ chính Bảo Anh mà là nữ phụ Minh Hằng. Theo loạt thông tin soi được trên mạng xã hội, có thể thấy nữ diễn viên Ngôi Nhà Hạnh Phúc là mỹ nhân độc thân duy nhất được Quốc Trường theo dõi trên Instagram. Anh chàng còn thỉnh thoảng lộ liễu đến mức chụp với cả dàn diễn viên nhưng chỉ tát mỗi Minh Hằng. Nhân đây anh chàng gia nhập hội chỉ follow mình em của showbiz rồi. Cả hai cũng từng để lộ khoảnh khắc check-in cùng một địa điểm du lịch chung, tha thính bằng câu nói mùi mẫn yêu em. Không chỉ vậy, dạo gần đây cả Quốc Trường và Minh Hằng còn cực chăm thả thính bằng những câu nói cực ngọt, khéo léo tung hình hẹn hò, bằng chứng có anh kèm hashtag của bộ phim đóng chung để đánh lạc hướng. Có lần Quốc Trường còn cố tình ôm gấu bông hình con heo và tuyên bố heo dễ thương, mà ai cũng biết được Minh Hằng có biệt danh là bé heo rồi đấy. Cả hai còn đang dòng trạng thái tả thính sau đó, cùng để hashtag phim chung. Netizen tưởng cặp đôi PR cho phim nhưng hóa ra là màn đối đáp qua lại của nhà trai và nhà gái. Đặc biệt vào ngày 18 tháng 4 cũng là ngày Quốc Trường tổ chức tiệc sinh nhật riêng tư và sự xuất hiện đặc biệt của Minh Hằng là điểm nhấn. Anh đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh cực bảnh, đến kèm dòng trạng thái anh đây em đâu. Chia sẻ bữa ăn cùng nữ diễn viên với vỏn vẹn hai chữ hạnh phúc. Phải chăng em ở đây chính là Minh Hằng, còn người có mặt trong bữa tiệc sinh nhật của nam diễn viên? Một lúc sau, nữ ca sĩ trình đám này cũng đăng hình ảnh tương tự, thậm chí còn đăng story áp sát vào người Quốc Trường, biến Diệu Nhi ngay bên cạnh thành bóng đèn. Trước đó, Minh Hằng cũng từng chia sẻ khoảnh khắc tình tứ lộ liễu với Quốc Trường khi tụ họp với hội bạn vào 8 tháng trước. Chẳng qua là do có nhiều bạn bè nên công chúng chưa kịp soi độ môi mẫn của cặp đôi mà thôi. Minh Hằng đăng story Instagram cảnh tình tứ với Quốc Trường sau đó trong bữa tiệc sinh nhật đặc biệt. Phải chăng em mà Quốc Trường nhắc đến chính là diễn viên Minh Hằng? Minh Hằng và Quốc Trường dường như đang rất hạnh phúc với bữa tiệc sinh nhật vào ngày 18 tháng 4, còn đăng ảnh giống hệt nhau và chú thích hạnh phúc. Minh Hằng cũng từng chia sẻ khoảnh khắc kề sát bên Quốc Trường trên trang cá nhân từ 8 tháng trước trong buổi tụ tập cùng hội bạn bè thân thiết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.